Quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hoa cúc thảo dược được trồng nhiều ở làng nghĩa trai xã Tân Quang, huyện Phan Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hiện loài hoa này đang nở tổ và cho thu hoạch. Hoa cúc nghĩa trai được chế biến thành nhiều sản phẩm, trong đó chủ đạo là trà hoa cúc. Loại trà này có chứa chamajulen, một chất hóa học có đặc tính chống viêm, giảm đau và chống co thắt rất tốt cho sức khỏe. Trà hoa cúc giúp giảm stress bạn đang bị quá tải vì công việc hay vật lộn với trận cúm hãy uống một tách trà hoa cúc nóng tận hưởng mùi hương hoa tuyệt vời và sau đó những lo lắng của bạn sẽ biến mất khi bạn nhâm nhi loại trà kỳ diệu này trà hoa cúc là một loại đồ uống phổ biến trên thế giới mang lại lợi ích cho cả sức khỏe mái tóc và làn da mà bạn khó có thể tìm thấy trong những loại trà khác <laughs> để giấc ngủ và điều trị chứng mất ngủ, tăng cường miễn dịch. Trà hoa cúc giúp thư giãn các dây thần kinh và làm dịu lại hệ thần kinh, do đó giúp bạn ngủ ngon hơn. Tốt nhất là sử dụng trước khi đi ngủ. Tăng cường miễn dịch. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy trà hoa cúc sẽ không chỉ đánh bay sự mệt mỏi mà còn giúp chống lại những vi khuẩn có hại và có khả năng tăng cường hệ miễn dịch của bạn. Điều trị cảm cúm, giảm co rút cơ và cơn đau bụng kinh. Bạn đang vật lộn với một trận cảm cúm tệ hại, một trong những lợi ích tốt nhất của trà hoa cúc được phát huy trong trường hợp này. Hãy xem xét uống một tách trà hoa cúc nóng và để nó phát huy hiệu quả, bạn cũng có thể hít hơi trà bốc lên để giảm nghẹt mũi, chảy nước mũi và đau họng, giảm co rút cơ và cơn đau bụng kinh. Trà hoa cúc có đặc tính giảm đau và chống co thắt, nó làm thư giãn tử cung và giúp giảm sản xuất rotamilin hóc môn ảnh hưởng đến tình trạng viêm và đau. Làm dịu cơ đau dạ dày, điều trị vết thương và các tình trạng của da, trà hoa cúc được coi là một loại thuốc thư giãn tiêu hóa và đã được sử dụng để điều trị nhiều chứng rối loạn tiêu hóa, bao gồm đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, chán ăn, say tổ xe, buồn nôn và nôn, điều trị vết thương và các tình trạng của da. Bạn có biết rằng trà hoa cúc đã được sử dụng bởi người La Mã, Hy Lạp và Ai Cập để điều trị vết thương và thúc đẩy lành vết thương? Đó là bởi vì trà hoa cúc có chứa Machikari Camonlila, có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Nó cũng hỗ trợ điều trị các vấn đề về da như bệnh vẩy nến và eczema. Giảm <laughs> căng thẳng, làm sáng da, sự bận rộn của công việc khiến chúng ta cảm thấy lo lắng và căng thẳng gia tăng. Trà hoa cúc là một cách thư giãn nhẹ nhàng và hoạt động như một thuốc giảm đau tự nhiên, theo đó làm giảm căng thẳng. Làm sáng da, thưởng thức trà hoa cúc nóng có thể giúp da bạn khỏe hơn. Loại trà tuyệt vời này có thể được sử dụng như một chất tẩy trắng da tự nhiên. Trà hoa cúc chứa chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe lần da, nó làm sáng da và khiến bạn rực rỡ hơn. giảm mụn, chống lão hóa, điều trị cháy nắng. Không chỉ làm da thêm rực rỡ, trà hoa cúc có thể giúp ngừa mụn. Trà hoa cúc có thể làm mờ, vết thâm và sẹo mụn, giúp ngừa mụn nếu được sử dụng tại chỗ bởi đặc tính chống viêm và khử trùng của nó. Chống lão hóa, trà hoa cúc rất giàu chất chống oxy hóa và bảo vệ làn da khỏi sự tổn thương gốc tự do. Nó thúc đẩy sự tái tạo tế bào và mô, giúp thu nhỏ lỗ chân lông và làm chậm quá trình lão hóa. Điều trị cháy nắng, những tiêu UV độc hại của mặt trời có thể gây ra nhiều vấn đề cho da. Trà hoa cúc được biết đến với đặc tính chống oxy hóa, làm dịu và chống viêm của nó. Bạn có thể pha trà, làm lạnh kỹ và ngâm một chiếc khăn trong đó rồi đắp lên vùng da bị cháy nắng. Giảm quần thâm quanh mắt, sạch gầu. Đừng bao giờ vứt bỏ túi trà hoa cúc sau khi đã sử dụng nó. Thay vào đó, hãy làm lạnh nó trong tủ lạnh. Bạn có thể đặt túi trà đã làm lạnh lên mắt của bạn, đặc biệt là sau khi mắt ra mắt, có thể làm giảm quầng thâm quanh mắt và bọng mắt. Bạn sẽ thấy sự khác biệt nhanh chóng trong cách mắt bạn nhìn và cảm nhận. Sạch cầu Chống lại cầu ư Hãy uống một tách trà hoa cúc. Trà hoa cúc giúp lại bỏ và ngăn ngừa gầu, làm dịu kích ứng da đầu. Bạn có thể sử dụng nó như một lần xả cuối cùng sau khi gội đầu. Quý vị và các bạn thân mến, rối loạn ăn uống ở trẻ vị thành niên sẽ là chủ đề mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.